nên lưu ý là trong cái một luật có quy định trên từ là tôi lựa thì không nhìn chữ. Ví dụ như mình vừa mình cảnh báo là có bệnh cúm, nhưng mà đừng cảnh báo là cúm, cái chữ cúm nó nhiều nghĩa quá. Ví dụ như mình gặp cái cô này đẹp quá, cúm mới hẹn luôn nữa, mà cúm là đi rồi không có gì nữa, ngồi đứng thân cả buổi về cái sự mình luôn đủ đi cũng đi là cúm. Nhưng mà bệnh cúm là còn bài thấy có chữ viêm không thấy chứ, thường viêm là để chỉ tình trạng này ra người không để là bệnh. Ví dụ đấy viêm gan viêm ruột không gọi là bệnh, gọi thêm chữ bệnh thấy chứ cũng được, mà nó hơi dương chữ thành ra đi. Mình thấy cái nào là cần kiểm chứng bệnh thấy chứ thì để mình nói lại cho mình nghe câu chữ lựa chọn cúm là bệnh cúm. Cúm là bệnh phổ biến, một trong những bệnh phổ biến của truyền nhiễm. Cúm phổ biến là tự bà bán rau bán cá mà giờ bán không biết có bị cúm đó. Có là bị bệnh là không biết bị cúm, ai biết đó, tại vì nó quá nó không biết. Nghĩa là rất nhiều người bệnh, có nhiều người mắc bệnh này. Đây là một trong những bệnh cực kỳ phổ biến. Nó giống như tiêu chảy rất nhiều. Mình tiêu chảy, họ tiêu chảy mà họ biết bị bệnh tiêu chảy, họ tự chảy đón được không? Tại nó quá phổ biến. Bệnh này lây rất cao, vì trong bệnh truyền nhiễm nó lên và có một cái khái niệm đó là bệnh dễ lây, dễ lây rất hay lây, nghĩa là tỷ lệ lây rất cao. Thì bệnh cúm này là nằm trong cái nhóm đó, bệnh hay lây, bệnh dễ lây. Biểu hiện của nó là ở đường hô hấp, thì mình có thể gặp ở hô hấp trên hoặc hô hấp dưới. Hô hấp dưới là ví dụ như viêm phổi, cúm dẫn tới viêm phổi. Trên lâm sàng thì có các biểu hiện toàn thân bao gồm các triệu chứng như là sốt cao đột ngột, sốt cao đột ngột liên tục, cái đó giống như lúc mà sốt thì thành ra liên quan đến cái gì mấy đó là co thành chú, nói tới bệnh sốt cấp tính do virus là bên hoạt động co thành chú. Nên là mình ấy hay biết những câu thần chú vô hồn vô nghĩa, ví dụ như là tỉnh ra đi mà tin thì gan bất sản không chạm, nhiều khi cúm á nó bệnh nhân cúm nó cũng đi chạm thần, nó cũng đi bọc bền thần, nó khác vô hồn vô nghĩa, nó nghĩa là cứ thần chú nó đọc nghe mà nó không biết là trong tình huống nào mình đọc con chú nào. Nó nhiều khi nhìn mình án ra biết là cứ gan cứ mặt rất nhẹ nhàng. Đó, trong khi đó, mình khám bệnh nhân này mình nghĩ bệnh này là do virus gây sốt cấp tính, là thiếu nhiên hội chứng giả cúm hay còn gọi là hội chứng giống đen và phải đọc ra liền. Và trên giang hồ trên lâm sàng người ta hay gọi là hội chứng nhiễm siêu vi, nhưng mà thực ra trong y văn đó là nó không phải hội chứng siêu vi, mà y văn người ta dùng một trong hai từ đó là giống cúm luôn lai, giống cúm hay giả cúm, hoặc là đen lai, giống đen hay dạng đen. Là ý nó nói là gì, bệnh cúm hoặc là bệnh sốt đen, cái kiểu sốt của nó là kinh điển cho sốt cấp tính do virus, được chưa? Nó thì do đó đây là câu thần chú, khi mà đọc tới bệnh mà sốt mà do virus làm được cái là câu này. Tương tự thì em sẽ gặp trong bài sốt cấp đen, bài thủy đậu rồi vân vân, bài sỏi rồi vân vân, kiểu sốt là thế giống này, được chưa? Cúm nó gây dịch lần đầu là thế kỷ 15, nhưng mà gây đại dịch thì từ năm 1580 là thế kỷ 16. Từ lâu rồi nó có gây đại dịch. Mà nói nhiều về cúm Tây Ban Nha đó, cúm Tây Ban Nha là 1918, 1919 có ghi nhận là 2 năm, với thực tế là nó diễn ra 3 năm thôi, giống như Covid vừa rồi hơn 2 năm, 3 năm. Thế ra đó là lứa tuổi tụi em đó, là từ cái thời đại tụi em đó, là tụi em đã trải qua 3 lần đại dịch. Hai lần trước tụi em không về, không để biết. Sát gọi là đại dịch thì cũng không đúng, sát nó hơi gói gọn. Hai lần dịch cúm, đại dịch, hai lần dịch cúm. Và lúc đó tụi em còn nhỏ thôi, không để ý đó. Hồi đó mà có một hình mà tôi là cái thế hệ mình bây giờ đây là thế hệ rất là vinh dự được trải qua nhiều lần đại dịch, may mắn sống sót đến thấy rằng
độ nguy hiểm nó cao, mặc dù là nó gây bệnh nhiều thiệt ở các châu lục, nhưng mà khi nó không chết nhiều thành ra là tụi em không có ấn tượng tới như là do đó tôi biết được rồi, anh em thấy người ta chết nhiều tới chúng Tây Ban Nha mà gì là nó chết nhiều khoảng mấy chục triệu người chết, trong khi là hai lần dịch chúng gần đây đại dịch luôn nhưng mà nó không có chết nhiều thành ra người ta không nhắc nhiều nữa. Bệnh cúm với người á, thì tụi em gặp một số cái khái niệm ví dụ như là cúm mùa. Cúm mùa thường là ở các nước mặt bán cầu nước lạnh quá, đất xíu lạnh á, thì mùa nó rõ ràng ra ví dụ như mùa ấm hay mùa lạnh. Mùa lạnh thì cúm lây qua đường hấp dễ lây, cúm bệnh lây qua đường hấp, mùa lạnh nó dễ lây, thành ra là nó mắc bệnh nhiều hơn. Cái dần dần người ta có một cái khái niệm là cúm mùa à. Rồi mình có cái khái niệm gần đây là cúm da cầm. Cúm da cầm là ngày xưa là những cái virus này nó gây bệnh ở da cầm à. Rồi bây giờ nó có thêm một vật chủ mới đó là người ta mà à, gây bệnh ở người à, thì gọi là cúm da cầm của người. Đây là khái niệm về cúm lợn. Thế này là những cái khái niệm mà để liên quan tới những cái đặc điểm về nguồn lây hoặc là các đặc điểm về điều kiện lây à. Thế nên lưu ý bệnh cúm, tác nhân gây bệnh của nó là virus cúm. Nhưng mà virus cúm thì nó không phải là một con đó nha, không phải là một loài nào biết bệnh mà không thích bao gồm tới ba chi gây bệnh ở người. Ba chi virus cúm gây bệnh ở người. Do đó chủ đề hôm nay mình nói đến bệnh cúm đây là tụi em sẽ nghiên cứu tới ba chi virus cúm gây bệnh ở người, đó là chi virus cúm A, cúm B và chi cúm C. Còn chi cúm D thì mình không học. Cúm D là gây bệnh ở động vật, do đó mình không cần học, học ở người thôi. Mình bác sĩ cho người ta mà ra mình học ba chi là cúm A, cúm B và cúm C. Do đó tác nhân gây bệnh của bệnh cúm là nhiều chứ không phải là một loài như những cái bệnh khác. Còn người khác mô tả tác nhân gây bệnh đơn giản lắm, nhưng mà đối với cúm thì nên lưu ý là mình học cái tác nhân gây bệnh bao gồm ba chi luôn. Chi chứ không phải là một loài nha. Nên hay gọi một con á, một con một loài. Nhưng mà thầy kêu là chi, chi là gồm nhiều loài chứ không phải. Rồi. Cúm A thì người ta thường người ta phân loại nó dựa trên những cái phân tiết và những cái phân tiết này được dựa trên những cái kháng nguyên H và kháng nguyên N, tức là kháng nguyên hemagglutinin và kháng nguyên ramida. Thì hiện nay mình thấy là có 18 cái phân tiết H và 11 cái phân tiết N, và mình tổ hợp là những cái này ra mình thấy có rất nhiều cái phân tiết cúm A. Cúm A rất đa dạng dựa trên kháng nguyên H và kháng nguyên N. Nhưng mà 18 cái phân tiết H và 11 phân tiết N là tụi em sẽ thấy có hai cái đặc điểm là tụi em lưu ý. Thứ nhất là các nguyên H đó, thì mình lưu ý là H1, 2, 3 là nó rất quan trọng trong việc là virus nó bám vào tế bào chủ. Còn N1, N2 đó, thì là nó giúp cho xâm nhập vào bên trong tế bào, đó là liên quan tới vai trò lây bệnh và gây bệnh. Bây giờ mình nói tiếp nữa về đặc điểm của virus cúm ở ba cái chi A, B và C nè. Thì tụi em hình dung á, vừa rồi COVID-19 tụi em sẽ thấy là người ta nói nhiều về tính đột biến của coronavirus. Thực ra là coronavirus nó đột biến, tính đột biến nó cao hơn cúm, cao hơn cúm. Ngày xưa là trước dịch đó, tụi em thấy khoảng 2-3 năm là coronavirus nó đột biến của bạn. Nhưng mà tính tới COVID-19 thì COVID-19 nó đột biến rất cao. Ví dụ như ở Hà Tây họ khảo sát trong một năm thôi COVID-19 trong dịch thì người ta thấy coronavirus nó đột biến tới 5 lần, tức là đột biến rất cao. Còn có cái cúm á thì nó ổn định hơn coronavirus, ổn định có nghĩa là ít đột biến. Nhưng mà trong ba chi này thì em sẽ thấy cúm A là đột biến nhiều nhất, nghĩa là một khoảng trăm năm nó đột biến mạnh, mới đột biến gần đây là khoảng 100 năm. Còn cúm B và cúm C, cúm B và cúm C thì tôi thấy nó ổn định hơn cúm A. Và theo thứ tự ABC đó thì nếu mà xếp theo ABC, cúm A, cúm B, cúm C xếp về là theo thứ tự về đột biến. Còn mình xếp theo thứ ổn định thì cúm C nó ổn định hơn cúm B, cúm B ổn định hơn cúm A. Để mình dùng chưa? Còn nếu mình nói về đột biến thì cúm A đột biến hơn B và B đột biến nhiều hơn C. Như vậy có nghĩa là gì? Qua cái này thì sẽ thấy cúm B và cúm C ổn định hơn cúm A. Do đó
cái này mình liên hệ trên thực tế đó. Cúm B và cúm C nó ổn định, do đó Lê sẽ thấy người lớn mà nó ít khi gặp cúm B và C, mà B và C gặp nhiều ở trẻ em. Biết tại sao không? Tại vì nó ổn định, do đó khi con người mình mắc bệnh là mình sẽ không bị dịch. Khi mình lớn lên thì có khi mình nhẹ mà mình không mắc nó nữa. Còn trẻ em nó mới sinh ra đời, nó chưa tiếp xúc thì nó sẽ mắc bệnh. Tức là tiếp xúc nhiều lần rồi thì nó sẽ không bị dịch. Tại B, cúm B và cúm C nó sẽ ổn định. Mà nó ổn định thì miễn dịch nó ghi nhớ tốt hơn, được chưa? Còn cúm A đột biến nhiều hơn, do đó mình phải xét nghiệm nó nhiều hơn để mình giải thích được không? Đó, tức là liên quan tới tính ổn định và tính đột biến này, mình sẽ giải thích được tại sao cúm B và C hay gặp ở trẻ em đã thuộc về nhẹ hơn. Cúm thì khi mình muốn trình bày tác nhân, tức là mình biết tên virus cúm thì đang lưu ý cái nguyên tắc. Cái quy tắc này nó hơi dài dòng nhưng mà thực ra là rất quan trọng. Tại vì cúm nó sẽ ra nhiều lần đại dịch trên thế giới, gây chết người rất nhiều. Do đó cái đặt tên virus cúm này giúp ích cho rất nhiều về liên quan đến việc chống dịch. Thì đầu tiên là để lưu ý là cái quy định đó, phần đầu tiên là cái tiếp của virus. Ví dụ như là virus là cúm A, cúm B, cúm C đó. Rồi cái đó là vật chủ nguồn, nghĩa là lần đầu tiên người ta phân lập được con virus này nè và ở vật chủ nào đó. Ví dụ là da cầm hay là ví dụ là người hay là heo gì đó. Rồi cái tiếp mà địa nhân, lần đầu tiên mình phân lập được là ở đâu đó. Do đó mà thi truyền nhiễm mà tôi sẽ cho em bao gồm thi môn tiếng Anh, nó ra thì thi địa lý. Kiểm tra tiếng Anh luôn, kiểm tra địa lý luôn. Do đó các bang, các thành phố thế giới là biết hết. Rồi cái tiếp là số hiệu của virus. Số hiệu của virus năm phân lập. Phân lập là năm nào? Năm nào mà người ta tìm ra nó đó là năm nào. Và nếu là cúm A là người ta phải ghi luôn là kháng nguyên H và cái gì, kháng nguyên M là gì. Ví dụ là đây cúm A đó. Rồi ta gặp cái chữ đó, đó là công việc. Món tư thế, cái chữ này bằng từ tiếng Anh khác. Và tôi hỏi cúm này là đầu tiên nó bảo con nào sao bay. A con cọp, B con hổ gì đó, C con heo gì đó. Thì là kiểm tra tiếng Anh là gì đó. Rồi phân lập là đầu tiên ở Nam Cát Ta. Tôi hỏi là virus cúm này là đầu tiên phân lập ở nước nào sao đây? Một, Canada, B, Mỹ, C, Mexico. Rồi là liên quan tới địa lý. Nếu nó xuất hiện thì nó tính nhân đề mà thôi. Mình có một hai câu thì có sao? Từ cái sự chết, thì chết ảnh hưởng viên toàn mà. Chứ là gặp cần chủ thể tấn đối những gì đâu. Chủng là 35, phân lập lần đầu tiên năm 76, nghĩa là năm 1976. Đó, tại sao sự cố V2K là năm 2000 để về sau những cái năm đó người ta ghi 4 số, còn trước đó người ta ghi 2 số. Em nào lên thấy cái số năm mà ghi 2 số thì người ta gặp 19 nha. Nghĩa là 19 thì sao? Đó, không biết mà tháng 1 là mình đồng. Em thấy ghi đầy đủ nó hay vậy đó, để mà có mà có dịch hay có gì đó. Là người ta chi bớt, chi nguồn gốc, dạ, kiểu như số. Hiểu chưa? Tại sao người ta có cái nguyên lúc như vậy, không có ý nghĩa đâu. Ví dụ thứ hai, cúm A, chỉ ra đầu tiên là cúm A. Lần đầu tiên phân lập là ở bờ, và có nói nào, cái này tương đối phổ biến. Cái nào nhà gì kiểu Úc về đó, bờ thì có người sống hơn tại bờ cúm A nóng. Chỗ này là về thích sống, ở Sydney rồi kia nó rất hơn. Bờ thì khí hậu không tốt, ít người sống. Ở Úc, đó. Chủ 16. Ủa nãy giờ mình thấy người ta ghi tác nhân thì có nghĩa là gì thôi em? Nếu người ta không ghi tác nhân thì áp chỉ đây là lần đầu tiên phân lập từ người. Người ta không ghi cái con gì lần đầu tiên ở đâu á. Ví dụ nãy mình ghi con dịch đó, thì mình biết đây là phân lập lần đầu tiên từ mình. Nếu người ta không ghi từ con gì đó thì người ta áp chỉ đây là từ con người mình thôi. Chủ 16, phân lập đầu tiên năm 2009. Phân tiếp là tháng 3 là hạn. Đó, quy ước đầy đủ hết vậy đó. Để khi mà có dịch, ví dụ như tự nhiên giờ ở Việt Nam có dịch cúm thì người ta làm, người ta
giải trình tự còn trong văn phòng nó được. Tại giải trình tự nó thấy là đúng ra mà bờ thấy là nó biết tắt thì chi giống đó mà. Ở ai từ bên Úc đi về là gần gần đó mà nó không khỏi cái này. Để mình vô không? Đây muốn học giải không? Giải không? Giải tiếp. Hả? Đi trường. Đi trường. Ở lúc trời thì nói giải thôi, nó thấy học rồi. Tại sao mà không dễ hơn? Còn nếu mà không hiểu cái khái niệm này, con nói tại sao là không khó hiểu hơn?